Xong rồi file này. Tí nữa thầy gửi cho lớp cái file đấy vào trong Zalo tham khảo thầy nhá. Đây này, hướng dẫn mọi người cách làm một xíu. Ví dụ như báo cáo kết quả kinh doanh hàng ngày thì cái quan trọng là mọi người phải thiết lập được các chỉ số. Đây là một số chỉ số mà các bạn có thể thiết lập. Đấy. Đây là ngày này, doanh thu khoán này, doanh thu khoán theo tháng, doanh thu khoán chia theo ngày. Tại sao lại là 42 triệu? Rất là đơn giản, lấy 1 tỷ chia cho 30 ngày. Đúng không ạ? Hay là lấy 1 tỷ 2 chia cho 3 ngày. Đấy. Ví dụ như ở đây mình đặt doanh thu là 800 triệu. Mình đặt doanh thu là 800 triệu. Hay là mình đặt doanh thu là 1 tỷ hay là 1 tỷ rưỡi. Thì cứ chia cho 30 ngày là sẽ ra cái doanh thu mỗi ngày. Nguyên tắc ở đây khi mà thầy thiết lập ấy, là thầy luôn luôn đo theo ngày. Luôn luôn đo theo ngày cho nên là chỉ số này luôn đúng. Trong một thời điểm thì chỉ số có thể không đúng, nhưng trong một tuần hoặc trong 10 ngày là chỉ số sẽ phải đúng. Mọi người có hiểu là trong một ngày không đúng có nghĩa là như nào không? Nhung có hiểu không? Một ngày không đúng ạ. Không nghĩa là không đạt doanh số của ngày hôm đấy, đạt chỉ tiêu. Không đạt chỉ tiêu nhưng số liệu vẫn đúng. Số liệu chắc chắn đúng, tại vì em toàn thấy là các chi phí cố định này, và chi phí thì là mình cũng biết được trước rồi này, chi phí cố định lương các thứ là biết được, cái chi phí mà chia theo ngày thì là chuẩn thôi. Ở đây dữ liệu có thể không đúng trong ngắn hạn 1-2 ngày là có thể không đúng. Ví dụ ngày hôm nay em dội quảng cáo rất nhiều nhưng em nợ đơn khách đấy, thì doanh số ngày hôm nay rất là kém, chi phí nó tăng vọt. Thì em nhìn cái số liệu ngày hôm nay với ngày mai số liệu nó rất là xấu, nhưng điều đấy không phản ánh được hết toàn bộ hiệu suất của quảng cáo đấy nha. Nhưng mà một tuần mà em cứ dội quảng cáo, hôm nào em cũng nợ đơn, thế xong cuối cùng là em vẫn nợ và nợ, thì 7 ngày sau nó quay về cái vòng, và như vậy là hiệu suất nó rất là kém. Thì ví dụ như khi mà bên Moon làm thời trang bên chỗ chị Nga, để vào đây này, để lên cái thảm cỏ này, thì có nhiều bạn ấy bảo là anh ơi sao, tại sao anh cứ đo theo ngày như này, có số liệu không đúng. Bảo các em yên tâm, số liệu một ngày không đúng anh không nói, nhưng mà số liệu một tuần mà các em chạy mà các em cứ vẫn nói nợ đơn thì chắc chắn là không, là các em đang sai. Hôm nay em dội quảng cáo 50 triệu một ngày, em có thể nợ 200 đơn khách, ok, nhưng ngày mai ngày kia em sẽ trả được, lo gì, nó lại tính vào ngày mai ngày kia. Ngày mai em chỉ dội quảng cáo 10 triệu nhưng em vẫn bán được số đơn cao lên, đúng không ạ, thì nó bù đi. Nhưng mà kéo bình quân 5 ngày hay kéo bình quân 7 ngày lại, em vẫn phải lãi, em vẫn phải có lợi nhuận dương thì mới là đúng. Thầy nói như thế là đội nó ngồi khóc luôn, trật tự luôn, bởi vì thầy nói rất đúng. Đây là cái này rất là hay, là đo theo ngày, cứ 9 giờ sáng nhập dữ liệu của ngày hôm trước vào là ta biết ngày hôm trước như thế nào. Thậm chí những người mà làm quảng cáo ngân sách lớn, người ta có thể một ngày ta bắt nhập dữ liệu 3 lần. 3 lần là như nào? Sáng nhập một lần là hoàn thiện của ngày hôm trước, trưa nhập một lần là để viết ngày hôm nay, tối nhập một lần. Đấy. Như vậy là một ngày nhập 3 lần, trong đó lần buổi sáng là hoàn thiện dữ liệu của ngày hôm trước, buổi trưa và buổi tối nhập để biết là, tại vì nếu mà em chạy 50 triệu, 100 triệu một ngày nhá, chỉ 2 tiếng không hiệu quả mà em đã đốt rất nhiều tiền rồi. Đây, đầu tiên là em thiết lập doanh thu khoán này, chi phí quảng cáo theo ngày này, em đưa số thật vào này. Đấy, tỷ lệ chi phí trên doanh thu thì lấy chi phí chia cho tổng doanh thu, lương cố định, chi phí cố định thì bằng lương thưởng, điện nước, internet, mặt bằng, vân vân, cộng vào chia 30.
tính cả lương của Nhung vào, tính cả lương của Hải Anh vào, hiểu chưa? Ví dụ bây giờ mình đi làm thuê cho đứa khác nó phải giảm mình 10 triệu, 12 triệu. Đấy là mình nói ví dụ mình sẽ đi làm thuê. Còn đương nhiên là đứa nào thuê 12 triệu thì mình không đi làm đâu. Nhưng mà nếu mà giả sử mình không là chủ, mọi người phải hạch toán lương cho mình vào nhé. Mọi người không hạch toán lương cho mình vào là sai đấy. Em nghĩ em hay để lương chi phí cố định vào trong trong giá. Lương để trong giá luôn á? Vâng, em để trong giá luôn. Đấy là em thiết kế về giá này, em tính thế, nhưng còn nguyên tắc khi em bóc này, em vẫn phải bóc riêng, làm sao nó nằm trong giá được. Em thiết kế giá bán lẻ thì là đã bao gồm lương, bằng cách là em nhân 3 nhân 4 giá lên để em bán cho nó được lời nhiều. Đấy, ví dụ là như vậy. Nhưng còn khi em làm hạch toán thì lương thưởng văn phòng văn viết là nó phải là nó nằm ngoài giá bán ấy, giá bán của sản phẩm ấy, nó bao gồm là giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí lương nhân sự, nó phải cover, tức là tải được hết. Rồi tỷ lệ chi phí cố định trên doanh thu. Đấy, theo ngày thì có ngày 3%, ngày 30%, nhưng mà chia bình quân, mình sẽ qua ra cái số bình quân tháng này này. Đấy, mình sẽ ép cái số đấy. Hiểu ý không? Ví dụ như chi phí quảng cáo trên doanh thu là mình phải ép ở dưới 30. Chúng mày muốn chạy nào chạy, tao không biết, một ngày mày chạy 10% được, nhưng ngày hôm sau mày chạy 50% được. Nhưng tổng của tháng chia bình quân phải dưới 30. Hiểu ý không? Em hiểu. Ừ. Đấy, giá vốn hàng bán đây này. Giá vốn hàng bán này, tỷ lệ giá vốn trên doanh thu này, hiện nay như bên này để rất là thấp. Giá vốn trên doanh thu nó chiếm tận 6 mấy, bình quân là 62%, tức là hàng này đang chạy hàng siêu off nhiều. Ừ. 60%, tức là tính ra bọn em nhân theo cách của dân thời trang đấy, là giá nhập vào 100, bán ra nhân có 107, 108, đúng chưa? Và như thế làm sao mà có tiền làm quảng cáo được, đúng không? Bà Hải Anh, bà nhập 200, bà bán phải 400 mấy thì bà phải nhân 2. Thế bà phải nhân 2.2 bà mới, đúng không? 30% thôi thầy. 30 tức là nhập 1 bán 1.3. 30 đến khoảng đến 35. Có như sản phẩm đẹp một chút thì khoảng 40% thôi thầy. Rồi. Thế thì cái định giá nó cũng quyết định cái hiệu suất quảng cáo rất nhiều nhá các chị nhá. Cùng một cái sản phẩm như thế nhưng mà tôi bán giá 2.5, Hải Anh bán giá 1.5 thì hiệu suất quảng cáo nó đã khác nhau rồi. Chi phí giao hàng thì bằng lấy số chi phí giao hàng nhân đơn. Đấy, nhân với số đơn. Chi phí sản xuất media đây, chụp ảnh quay phim các em xinh tươi đây, cộng cả một tháng và chia 30. Sau đó thì bắt đầu bắt các đơn hàng nó gánh, Nhung hiểu không? Số tin nhắn thu được đây. Không quan tâm đến tin nhắn đến từ đâu nhá, không quan tâm nhá. Tự dưng có đứa nó mò vào, nó chị ơi kệ nó. Cứ chia bình quân ra cho nó dễ. Thế mấy cái số liệu này là mình đo bằng cách nào hay là mình đếm thủ công? Đo dễ không, tiền quảng cáo hàng ngày thì em tự nhập vào nhá. Không. Lương. Đây cái. Vâng. Lương thì em tự nhập vào nhá. Giá vốn em tự nhập vào nhá. Số đúng không? Tất cả là em tự nhập hết mà. Cái số lượng tin nhắn hàng ngày ạ. Số lượng tin nhắn hàng ngày VPS của em nó tự thống kê cho em một ngày là em có bao nhiêu tin. Em không nhưng mà em không bóc được là tin nhắn nào đến từ quảng cáo đâu, em không bóc được đâu. Đúng rồi, em không bóc được. Không bóc được. Chịu chết. Bóc đấy là chỉ có thủ công thôi. Tại vì nó có hiện lên cái từ quảng cáo là có ID. Thực ra nếu không ấy, thì mình làm như thế này. Tức là mình sẽ xem quảng cáo mà thằng Facebook nó báo là có bao nhiêu tin nhắn trên quảng cáo và có mã ID. Nhưng mà nó không chính xác được hết đâu. Tại vì có những đứa ấy, nó sẽ xem quảng cáo xong nó mò vào page xong nó mới lướt Facebook xong nó mới nhắn tin. Chứ nó lại nếu mà đứa nào mà nhắn tin ngay thì nó biết ngay đến từ quảng cáo. Đúng rồi, thì nó sẽ hiện ID. Nhưng mà thôi, mình đây là thầy đang rất là dễ tính nha, thầy cho là kể cả tự nhiên luôn. Kể cả tự nhiên luôn. Cộng hết vào. Tao cho mày tính chi phí tự nhiên luôn.
Tại vì bây giờ bằng chứng là nếu em tắt quảng cáo đi nhá thì sẽ không còn tin nhắn tự nhiên đâu. Đúng rồi, trừ khi là phải cái bài cái pet đấy rồi phải tương tác tự nhiên tốt cơ thì là nó mới có. Không ăn thua. Tốt chỉ được một lúc một nhát làm sao tốt mãi được. Thì được 1 2 một tuần đầu là căng. Ừ. Đấy vừa rồi đây này Moon, đây này Moon bây giờ mỗi ngày được khoảng độ chắc được khoảng chục tin nhắn. Từ hôm dừng đấy giờ nghĩ là dừng dừng giãn cách đến giờ. Đấy. Thế thì suy ra là những 700 tin, 800 tin này thì nó vẫn phải là do quảng cáo. Vâng. Thì chia bình quân ra. Lấy số tiền chia tổng cho số tin nhắn thì ra được. Đấy, ví dụ đây là 22.000 một tin. Thế thì bây giờ khoán là 20.000 một tin. Đúng không? Đấy, sẽ ra những cái chỉ số như thế. Doanh thu đây. Có ngày bán được 86 triệu nhưng cũng có ngày bán được có 8 triệu thôi, chênh nhau đến 10 lần. Cái này chia cho 7 ngày thì tính ra mỗi ngày được khoảng 30 triệu. Chi phí giá vốn, đạt tiến độ khoán, số đơn. Đấy, số đơn thì lấy nhập vào thôi, dùng phần mềm nhanh của em lấy ra xong nhập vào thôi. Đấy, nhập vào xong thì em tỷ lệ chốt đơn bằng cách nào? Em lấy số đơn chia cho số tin nhắn thì em sẽ ra được tỷ lệ chốt. Đúng không? Một ngày không giải không đúng nhưng mà một tháng nó phải đúng. Bởi vì tin đấy vẫn là tin của mày, hôm trước mày không chịu chăm, hôm sau nó vẫn là của mày, một tháng sau nó vẫn là của mày. Đúng chưa? Không thể cãi thầy được. Nhân viên thầy đưa bảng này xong là ngồi trật tự hết. Tại vì nó quá đúng. Quản lý này là thắt chặt từng tuần đấy nhỉ? Em thấy hợp lý đấy. Có hợp lý. Cái nhân viên tự nhập vào ngày bắt nhập hai lần, nhìn thấy số liệu không mếu ngay, điều chỉnh ngay. Như em năm ngoái em còn còn kia còn quản lý lỏng, không kiểm soát từng con số một, cho nên là nhiều khi là thấy mình tiền rất là nhiều nhưng mà chả thấy tiền đâu. Đây nha, số lượng bán nha. Em nha, 200 đơn nhưng mà bán được 400 hàng, suy ra là bán được 2,02 hàng trên một đơn. Đấy. Và bình quân em phải chia ở đây, em chia bình quân ra. Đấy, đây là có 16, 2, 4, 6, 8, 9. Đúng không ạ? Nó rơi vào khoảng độ 1,8 hàng. Vậy thì mục tiêu, em đặt mục tiêu là gì? Bây giờ em phải bán 2 hàng trên một đơn. Vậy để làm gì? Nó chốt được cái áo xong nó đừng có vui mừng vội. Ta ghét chưa xong. Bởi vì chốt một cái áo là nó chỉ có một hàng trên một đơn thôi. Đó lại gì? Anh ơi, chị ơi là cái váy này, cái áo này sẽ rất hợp với cái chân váy này đấy ạ. Thì làm gì? Tổng doanh số nó sẽ tăng và số lượng hàng bán nó sẽ được nhiều lên. Giá trị đơn hàng bình quân này, số lượng hàng trên đơn này vân vân này, đo hết. Đưa data về vẫn phải phụ thuộc vào nhân viên tư vấn rất là nhiều, cho nên nhân viên tư vấn phải đào tạo rất là tốt. Có mấy đứa hôm nào đưa hết câu hỏi đây xong thì cho vào đây thầy dạy cho buổi về tư vấn, cho cả nhân viên vào học luôn, buổi sau cho hết vào. Đây, chi phí quảng cáo trên một đơn này, lấy tổng chi phí chia tổng đơn, có ngày hết 71.000 một đơn cười phe phé, nhưng mà có ngày 400.000 một đơn thì khóc ngất. Doanh thu trên đơn có hơn 500.000 đây, nhưng mà chi phí cho một đơn mất 400.000, tức là buôn ngược đấy. Ngày hôm đấy là buôn ngược đấy. Tỷ lệ hoàn trả, số lượng hoàn trả, chi phí hoàn trả, lợi nhuận, lỗ lãi theo ngày. Đấy. Cái tháng 6 là lỗ 38 triệu là lỗ thật luôn. Nhưng mà tháng 7 thì thầy đã làm lãi rồi. Tại vì tháng 6 là lúc đấy thầy mới vào. Không có hàng, toàn bán hàng xả. Nếu mà không có dịch thì bán lẻ thầy bán lãi khoảng 10-15% là làm được. Tối ưu chi phí một chút, đẩy doanh số lên là sẽ lời khoảng 15%.
như Nhung ngày xưa mà làm tốt.